Nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để lấy được cái kim đồng hồ không tâm mét này lên mà không cần phải dùng đến cái dụng cụ hỗ trợ. Thông thường thì mọi người làm thì sẽ dùng một cái kìm như này để bẩy cái kim này lên. Có những cái trường hợp thì lấy được cái kim này lên thì được, nhưng mà nó có những cái trường hợp mà nó bị lên cả lõi, đến khi mà mình cắm vào cái kim này nó sẽ bị giật và nó sẽ lên không đều. Và khi cắm lại cũng có rất là nhiều anh em cắm rất mất thời gian. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách lấy lên một cách đơn giản. Thì có cũng anh em thì cũng cậy cái lắp này lên để lấy, và có những anh em thì dùng những cái bộ mua cảo mua ở ngoài thị trường để cáo lên. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách lấy nhanh nhất. Thì con này hiện tại bây giờ nó đang bị mất cái đèn lền đồng hồ này, kim con tâm mét không lên. Thì trước mắt mình sẽ chia sẻ với mọi người cách lấy kim nhanh nhất, rồi sau mình sẽ chia sẻ với mọi người cách sửa chữa khi mà nó gặp cái tình trạng tương tự. Thì con này bây giờ bật cái mình cấp nguồn cho nó thì hiện tại nó chỉ lên được cái đèn lền đồng hồ, còn mọi chức năng khác thì mất. Con này nước vào nó đang bị mục mạch. Thì tối nay mình sẽ bỏ ra mình kiểm tra và mình sẽ chia sẻ với mọi người cách sửa chữa khi gặp cái tình trạng tương tự. Bây giờ mình sẽ thao tác lấy kim ra, mọi người để ý nhé. Con cầm xuống. Để lấy được cái kim này ra thì cũng rất là đơn giản. Thì anh em chỉ cần việc cầm vào cái kim này và anh em vặn ngược chiều đồng hồ này cho mình. Anh em vặn ngược chiều. Khi mà anh em làm như thế này thì cái lõi nó không bị rút lên. Khi anh em lắp vào thì rất là nhàn. Nó sẽ đồng hồ của mình nó sẽ không bị giật. Anh em cứ quay ngược lại cho mình, bao giờ kim nó lên thì thôi. Con cầm xa một tí. Anh em cứ cầm quay lại, vừa quay vừa hơi nhấc nó lên một tí là ok. Bất cứ cái đời kim của dòng đồng hồ xe phun xăng điện tử nào mọi người cũng đều làm như thế này cho mình. Tất cả lên rất là nhẹ nhàng, anh em không phải dùng cái thiết bị như này để bẩy lên. Nhiều khi mình bẩy lên thì cái kim, cái cốt ở trong này nó sẽ bị lôi cả lên, mà khi mình lắp vào ấy, đồng hồ kim của mình nó sẽ bị giật. Nó sẽ lên sẽ không được thẳng và đều. Thì đấy là cái cách lấy được cái kim đồng hồ con mét này ra. Còn nếu mọi người cảm thấy cái video mình chia sẻ thì nó hay thì mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình và chia sẻ giúp mình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào và hẹn gặp lại video sau.